Đây là hai kết quả trước và sau khi được vòng 1 sau 21 ngày thì so sánh hai kết quả như sau. Đây là kết quả đầu tiên của bệnh nhân. Vòng 1 xong bệnh nhân đi chụp chiếu lại hình ảnh gáy xương ngón tay trái, tức là ngón tay út, ngón 5, đốt 3. Hình ảnh xương gáy của bệnh nhân đẩy ra trước và lên trên. Đây là hình ảnh sau 21 ngày được vào 1 và đi chụp chiếu lại. Hình ảnh xương chưa hề can một chút nào. Nhà thuốc sẽ thả bột cho bệnh nhân và bó lá tiên lượng bệnh nhân khoảng 20 đến 15 ngày đổ xuống là bệnh nhân có thể cử động bình thường và xương can hoàn toàn. Ô, được hai mấy ngày rồi? 21 ngày. Anh chụp khi lại bao giờ? Anh mới chụp lại hôm kia. Anh bao tuổi rồi? Em 35. Anh quê ở đâu? Chỉ thị. Mút ngày mà xương chưa liền thì nào thì anh chú đạo giỏi nhỉ. Kiêng cho em rượu bia chó cho bò coca nhé, không rượu bia đâu. Xương anh để nó bó bột nó nâu can quá nên phải đi theo là tốt cho em. Rồi có 15 ngày đến 20 ngày mới khỏi thì cái xương này để nâu quá mà anh nó lên luôn thì tầm 10 ngày quả xương này. Anh đã bó bột được 21 ngày đúng không? Xương là chưa can tí nào cả nên độ xương hóa xương nó can xương nó kém. Nếu anh vào tắm rửa nhé thì anh cho mi đông ở đây này. Tuyệt đối đừng cho nước chảy vào đây nhé.
không ấy thì rất là tiện. Đấy. Rượu trắng mình. Vâng, 2-3 lần thì cho nó ẩm, đu ẩm thôi. Vâng. Thì mới bó nó vào nó cắn nhức, nó tấy tấy lên. Vâng. Thì xương anh để lâu ngày quá không can. Vâng. Anh bó em tầm 15 đến 20 ngày. Trở xuống nó khỏi thôi. Đưa kiêng rượu bia nhá. Vâng. Vâng, quay xong rồi.